Rồi tiếp tục với các đầu giải mã tầm trung ha. Thì em test một con Sony JB930 ha. Sony JB930. Còn ở phía dưới này là con VK1 ha. Con VK1 có giá là 4,5 triệu ha. Hai cửa đĩa MD. Con VK1 thì con này đẹp long lanh hoàn hảo ha. Rồi đọc tốt luôn các bác ha, này đọc tốt luôn, bỏ đĩa vào đọc luôn ha. Rồi đối với cái đầu Sony JB940 thì nó khác cái con 920 ở chỗ là nó được sản xuất tại Nhật ạ. Về mặt bố trí các nút ở trên mặt nó thì nó như nhau, mặt trước như nhau ha, chỉ có khác là nó có thêm cái bàn phím ở đây và nó được sản xuất tại Nhật, còn con JB920 thì sản xuất tại lúc lúc này Nhật. Sony đã chuyển nhà máy qua Malaysia rồi ha, và con Sony JB920 là sản xuất ở Malaysia. Thì giá của con JB930 này là 6 triệu 500 ngàn kèm khiển rin chỉnh được volume nha các bác. 6 triệu 500 ngàn. Đầu đẹp như mới ha. Rồi chức năng hoạt động hoàn hảo, nó gồm có là hai cổng quang ha, một cổng đồng trục và một cổng analog. Sau khi mà mình chọn cổng xong rồi thì mình bấm cái nút red là nó sẽ giải mã. Rồi trong quá trình giải mã, nếu mà muốn chỉnh volume thì mình chỉ việc vặn qua trái ha, qua trái để giảm ha, và qua phải là để tăng volume, và nó chỉ đơn giản ha. Nút nút này nó nằm thẳng trên máy, chỉnh trực tiếp luôn, không phải vào thông qua menu gì cả ha. Mà con JB920 thì chất âm của nó tương tự như con GA22. Về về các cái chip xử lý ha, âm thanh, chỉ có điều là con GA22 thì được thiết kế cái khay đĩa ha, thiết kế khay đĩa và khung khung máy nặng hơn cho nên nó mắc hơn. Còn về chất âm thì nó là giống nhau nha các bác. Rồi bây giờ để test phần ghi và phát thì ở trong đây mình có 5 bài, đang có 5 bài từ sáng giờ em test ha. Thì bây giờ mình sẽ xóa đi. Mình sẽ xóa, tiến hành xóa bằng cách nhấn vào chữ menu ở đây. Rồi, vào trong menu thì mình xoay tới cái phần mà on array ha. Đây, phần on array ha. Và bấm Z hai lần để cho nó xóa đi. Đó, thì hiện giờ là nó đã thành đĩa trắng rồi ha. Rồi, bây giờ mình sẽ test ghi. Bấm nút Red và bấm nút Play nhé các bác. Bấm nút Red và bấm nút Play ha. Thì đồng hồ nó đang nhảy dây ha, là nó đang ghi rồi ha. Em mình bật volume lên để nghe nhạc tí nha. Các cái nút tùy chỉnh khác thì nhớ giùm em cái nút Red Mode này á, nằm ở chế độ CT nha các bác. Red Mode nằm ở Stereo ha. Rồi đây là nút qua bài ha. Lúc này là tăng giảm volume cả đường quang lẫn đường digital lẫn đường analog nha. Các cái nút bố trí ở đây thì mình đều biết ha. Nút play nè, nút dừng nè, nút stop nè, nút thu nè ha. Tua nhanh tới, tua nhanh lui và nút lấy đĩa ra ha. Đó. Cái nút timer thì nằm ở giữa giúp em ha, nằm ngay chữ off ha. Đây là các bộ lọc và các cái điều chỉnh ở trên màn hình ha, mình không đụng tới. Con này nó có tem của nó ở đây á, là số seri là 251 ha. 251 và 971 các bác. Đó, đó là số seri ở trên trên cái tem tem thân máy. Và còn đây là số seri ở phía sau máy nha. 251971 ha. Con này made in Japan ha, điện 100V và công suất là 12W nha các bác. Đây là các cổng kết nối của nó ha, gồm có cổng đồng trục và cổng quang ra nè. Đây là cổng đồng trục và cổng quang ra ha. Ở đây là cổng đồng trục và hai cổng quang vào.
Đây là cổng analog out xuống âm ly ha, và cổng analog này là cổng là analog in nha. Ở phía dưới này là con V1 ha. V1 này. Rồi em dừng lại nha, và mình sẽ phát lại cái bài này. Ở đây em có lưu ý một tí xíu là em đang test bằng cái nhạc hòa tấu các bác ha. Thì những cái bản nhạc hòa tấu này em test với mục đích là sao, tức là nhạc hòa tấu ở trên YouTube á, thì các bác ấy đã điều chỉnh cho âm lượng, tức là cho cái phần bass, phần treble nó căng ha, nó ra hết. Và cho nên là khi mình em chép test bằng cái bài nhạc hòa tấu này thì nó thể hiện được cái những cái chi tiết ha, những cái sắc, cái âm sắc của cái đầu mà em test. Và thông thường thì những cái bài mà hòa tấu này thì tín hiệu nó rất là tốt ha. Còn khi các bác nghe nhạc mạng thì có một số cái chương trình nhạc mạng thì tín hiệu nó không tốt lắm. Thì các bác đừng có, cũng nếu mà các bác thấy tín hiệu nó không lên hết, sau khi mình đã set up TV đầy đủ, đã cắm đúng cổng quang, đã làm đúng các thao tác mà tín hiệu nó không lên nhiều, chỉ lên được 8 phần hoặc là 7 phần, thì cái đó là do tín hiệu của nguồn nhạc nha bác. Và các bác đừng có thắc mắc làm sao mà cho nó tín hiệu cho nó lên căng được. Còn tới lúc đó thì các bác sẽ tiến hành chỉnh ha, chỉnh âm lượng volume để cho nó lớn lên ha, và chỉnh vừa đủ thôi, vừa phải thôi. Và đó, nhiều cái bài ở trên nhiều bài trên YouTube nó chất lượng nó không có tốt lắm các bác. Và cho nên là mình nghe mình thấy là tín hiệu nó ra không có được hết ha. Rồi, đó là cái phần em lưu ý các bác một chút xíu. Và bây giờ là phát cái phần mình đã ghi nha, phát. Yeah.
Rồi, tới đây em xin dừng phần clip test con Sony ZB930 ha. Giá của em nó là 6 triệu 500 ngàn kèm khiển nha các bác. Và con Sony VK1 ở dưới có giá là 4 triệu 500 ngàn không khiển. Lấy khiển thì thêm 500 ngàn là 5 triệu ha. Bác nào quan tâm hoặc có nhu cầu xin liên hệ trực tiếp theo số điện thoại bên dưới giúp em. Em ship hàng toàn quốc ha. Các bác chuyển khoản hết thì em bao ship. Còn nếu các bác đặt cọc, cọc là 10% giá trị máy nha các bác. Dạ. Thì các bác đặt cọc giúp em và đặt cọc thì các bác trả phí ship giùm em. Dạ. Em xin chân thành cảm ơn rất là nhiều ạ. Em xin chào và hẹn gặp lại ạ.